Vâng, chào các bạn. Hôm nay Tiến đi test thử con đẩy Crown C2G và bộ loa bi vây. Để theo ý một của một bác thì Tiến đi test thử các bác luôn. Đây là các bác nghe sẽ được tập, đây là sau của đẩy. Đẩy này là khi nào mà chạy nóng còn nó mới chạy các bác nha, chứ không phải là lúc nào nó chạy được. Rất êm. Lúc mà nó nóng thì nó chạy, nó có mở to nóng chạy, còn lúc nào nguội nó lại ngắt. Full 40 dB đây, đó là côn 110 từ A2 mà đánh càng đét đúng không ạ? Một tiếng sạch trong veo. Đây là tiếng mini thử loa full không, một phút mà không đấu. Đó bác. Nếu bác nào lấy đẩy Crown C 2000 thì liên hệ với Tiến Bimbi theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến Bimbi ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, xin chào bác.